Nam Hàn ngưng nhận lao động ở tuổi 40, quận, huyện Việt Nam vì đã hết hạn hợp đồng, không chịu về nước. Các thú vị, tin đến từ Việt Nam. Báo Việt Nam Net ngày 6 tháng 5 năm 2019 loan tin, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Cộng sản Việt Nam đã ra thông báo về việc Nam Hàn đã tạm dừng tuyển dụng lao động thuộc 40 quận huyện ở Việt Nam theo chương trình EPS năm 2019. Nguyên nhân theo phía Nam Hàn đã đưa ra là tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp của 40 địa phương này khá cao với số lượng từ 60 người trở lên ở mỗi địa phương, tức là sau khi hết hàng hợp đồng lao động. Nhưng những người này không chịu về nước mà đã bỏ trốn để được ở lại Nam Hàn mua sinh. Trong danh sách trên, thì tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Dương, Nam Định là những tỉnh có nhiều huyện nằm bị cấm không được xuất cản lao động sang Nam Hàn. Chưa dừng lại ở con số trên, theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong năm 2019, cơ quan này đã lên danh sách 100 quận huyện nằm trong trường hợp phải xem xét phải tạm dừng tuyển chọn lao động. Vì đây là những địa phương có trên 30% lao động hết hàng hợp đồng nhưng không về nước. Phía Nam Hàn còn cho biết thêm, việc dừng tuyển dụng lao động trên sẽ còn được thực hiện vào năm 2020 và các địa phương này muốn được gỡ bỏ lệnh cấm thì phải giảm được tỷ lệ số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Nam Hàn.